Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành đến cho quý vị khán giả cũng như là những ông bố bà mẹ với chuyên gia của bạn. Tâm lý ỷ lại ở giới trẻ là một căn bệnh khá nguy hiểm và cũng đang giết chết thế hệ tương lai của đất nước. Bởi những người có những cách như thế này thì hoàn toàn sẽ thiếu đi sự quyết đoán, không có sự độc lập, tính tự giác và dễ dàng bị người khác dụ dỗ, khống chế, thậm chí là dẫn đến rất nhiều những cái trường hợp đáng tiếc như là bị lừa đảo hay là thao túng tâm lý. Vậy thì làm thế nào để giúp cho trẻ có thể sống tự lập? Đây là nội dung sẽ có trong chuyên gia của bạn ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Bước vào môi trường nội trú, từ một cậu bé ham chơi, nghiện game, Phạm Tiến Long đã biết sống tự lập hơn. Không giống như ở nhà, tại đây em tự mình giặt giũ quần áo, tự chủ trong sinh hoạt cá nhân, việc học của em cũng đạt thành tích tốt hơn. Trước khi em vào đây thì căn bản là em cũng là một học sinh khá là thông minh, nhưng mà kiểu em bỏ lỡ kiểu là ham chơi ạ. Với cả ở nhà thì em cũng khá là ngại việc nhà nên là em thường hay ngồi chơi và không giúp bố mẹ. Khi mà vào đây thì một thời gian đầu thì em thấy khá là khó khăn, tại vì thời gian đầu là em phải thay đổi lối sinh hoạt khác với ở nhà so với trước đó. Khi mà em ở đây được một thời gian rồi thì em cảm thấy mình đã thay đổi khá là nhiều. Bắt đầu em có thể tự làm việc, em không còn ngại việc nữa và em có thể tự lập trong cái công việc sinh hoạt cá nhân hàng ngày của mình. Và cái việc học thì em cũng có tự giác hơn để bố mẹ không cần phải lo lắng nữa. Tôi thấy là con tôi là một cậu bé thông minh. Trước khi Covid xảy ra thì con đều là học sinh giỏi. Nhưng mà khi mà bắt đầu Covid ập đến và con phải học online thì con trở nên là một cậu bé nghiện game. Và con đã trượt cấp 3. Khi mà vào môi trường Chí Đức thì con đã thay đổi rất là nhiều. Và con cũng không những thay đổi về mặt học tập mà còn thay đổi về mặt ý thức, tự chủ, biết yêu thương nhiều hơn, biết chia sẻ nhiều hơn. Và kết quả học tập của con thì cũng tiến bộ rất là rõ rệt. Tự lập là một trong những hành trang giúp các em vững vàng hơn trong việc đối diện với những khó khăn ở bước đường trưởng thành đầy chông gai phía trước. Nhiều phụ huynh chia sẻ quyết định cho con học trường nội trú tại bậc trung học phổ thông để rèn tính tự lập cho con. Đây cũng là lần đầu tiên mà em sống ở trong trường nội trú xa bố mẹ. Thì ban đầu thì cũng có chút không quen, thì em cũng khóc vì nhớ nhà. Nhưng mà sau đấy thì em cũng tự lập hơn, thì em cũng đã biết tự chăm sóc cho bản thân mình và cũng sống có nề nếp hơn ạ. Em nghĩ là bởi vì là các bạn ở ngoài thì đôi khi là vẫn còn dựa dẫm vào bố mẹ một chút và vẫn nghĩ là bọn mình là chưa lớn thật sự nên là cũng không có cần thiết là phải tự lập. Nhưng mà em nghĩ là với một học sinh lớp 12 khi mà chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học thì thật sự là việc tự lập là rất là cần thiết. Khi mà các bạn rời xa vòng tay bố mẹ thì các bạn, với những bạn mà không biết tự lập thì đôi khi là sẽ là một thử thách rất là lớn ạ. Thành công sẽ không đến với những ai không có tính tự lập. Các em học sinh có thể tập cho mình cách sống tự lập ngay từ những điều đơn giản nhất. Có như vậy, khi đương đầu với khó khăn, các em mới vững tay lái và phát huy được hết những khả năng của bản thân. Dạ vâng, xin chào chị Trần Thị Hải Yến. Cảm ơn chị đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Chị Hải Yến thân mến, thực tế hiện nay cái tâm lý ỷ lại của các bạn học sinh, các bạn trẻ thì đang là một cái vấn đề rất là quan ngại. Cái việc mà các bạn sống trong một môi trường được bao bọc quá nhiều thì cũng gây nên cái việc mà các bạn có được những cái biểu hiện như thế. Vậy chị nghĩ sao về cái thực trạng này? Theo ý kiến cá nhân của tôi thì cái việc mà không chỉ học sinh mà giới trẻ hiện nay cũng đang có những cái tâm lý ỷ lại thì cũng có thể xuất phát từ rất nhiều lý do. Tuy nhiên thì theo tôi thì sẽ hai lý do chính hình thành những cái sự ỷ lại của học sinh nói riêng và giới trẻ hiện nay nói chung. Thứ nhất là về sự bao bọc quá đà của về phía gia đình, thì chính những sự bao bọc đấy làm cho các con không có được những cái cơ hội để có thể phát triển được cái khả năng tự lập, tự chủ và tự quyết định những cái hành vi việc làm của mình. Ngoài ra lý do thứ hai thì xuất phát từ việc là áp lực, cũng có thể là từ những áp lực quá lớn của gia đình cũng như là áp lực từ phía nhà trường. Ví dụ như là ở phía gia đình thì các con bị áp lực về thành tích, áp lực về những kỳ vọng của cha mẹ, làm cho các con có cái tâm lý là các con không tự quyết đoán được và mình bị áp đặt này kia. Cũng như chị vừa chia sẻ thì chị có thể cho chúng tôi biết là theo chị thì những cái lý do nào hình thành nên cái tâm lý ỷ lại của các bạn học sinh? Trong cái công tác chuyên môn chủ nhiệm của tôi thì cũng được tiếp xúc với rất nhiều các em học sinh, rất nhiều hoàn cảnh và tâm lý của các em cũng rất là khác nhau. Thì tựu chung lại thì với những em học sinh mà đã qua công tác chủ nhiệm thì tôi thấy rằng là hai cái lý do chính mà các con thường có cái tâm lý ỷ lại là từ việc là thứ nhất là sự
bao bọc quá lớn của gia đình, và thứ hai là từ sự kỳ vọng quá lớn của gia đình. Đấy cũng là một cái lưỡi con dao hai lưỡi mà khiến cho các con có cái tâm lý ỷ lại như thế. Đối với những cái bạn học sinh mà không có cái tính tự lập thì theo chị, khi mà các bạn ở trong môi trường trường học hay là ra ngoài thì gây nên những cái hệ lụy như thế nào? Thực ra thì kể cả ngay cái việc khi các em ở trên lớp hay là trong cái sinh hoạt hàng ngày, nếu mà con không có cái tự lập thì thứ nhất là đối với mọi công việc học tập lẫn công việc sinh hoạt của con thì con đều không làm chủ được rồi. Thì từ những cái nền tảng như thế thì chắc chắn rằng mai sau khi mà con không được tích lũy những cái khả năng quyết đoán tự lập trong công việc của mình như thế, thì vào những cái công việc sau này khi mà các con được đảm nhận thì các con cũng không thể có sự, nó sẽ bị kìm hãm cả sự sáng tạo nữa khi mà các con không có sự quyết đoán. Thế thì đấy nó cũng chính là một cái rào cản theo tôi cũng rất là lớn về cái việc là các con sẽ sáng tạo, các con dám chịu trách nhiệm trong những cái công việc sau này của mình, và nó cũng sẽ kìm chân cái việc là sự phát triển của các con. Vậy theo chị, đối với những bạn học sinh mà đã quá quen được bao bọc trong các gia đình rồi thì chúng ta phải làm gì để xây dựng tính tự lập của các bạn ấy? Đối với lứa tuổi ví dụ như học sinh cấp 3 trong độ tuổi học sinh trường tôi thì chẳng hạn, thì các con với đặc thù là trường nội trú thì nhà trường cũng xây dựng ngay cho con một môi trường để các con có thể trải nghiệm tự lập hoàn toàn, tự lập từ việc học tập đến việc sinh hoạt, từ trên lớp đến về khu sinh hoạt. Thì ví dụ như là đối với hoạt động học tập thì các con vẫn có những cái giờ tự học, và trong những cái giờ tự học đấy các con phải tự thiết lập những cái kế hoạch học tập riêng cho mình và phải đạt được những cái mục tiêu học tập đấy. Hay là nhà trường xây dựng hẳn một bộ phương pháp học tập dành cho học sinh để học sinh có thể tự áp dụng, và khi khó ở đâu thì các thầy cô sẽ hỗ trợ ở đấy và các con phải tự thiết lập cho chính mình. Hay là trong cuộc sống sinh hoạt thì cũng có các thầy cô tuy là cũng có sự bao bọc là nhắc nhở này kia, nhưng mà chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở chứ không làm hộ cho các con, và cũng hướng dẫn các con dần dần theo các thời gian biểu. Và quan trọng nhất là cái việc mà đầu tiên khi mà học sinh vào trong trường là các thầy cô sẽ phải hướng dẫn các con theo cái thời gian biểu của nhà trường để các con dần dần có cái định hướng và có cái kế hoạch cho bản thân mình, có thể phù hợp đúng theo cái thời gian biểu mà nhà trường đã gợi ý, hoặc là các con có thể linh động từ những cái gợi ý hướng dẫn của nhà trường mà các con đặt ra những cái kế hoạch thời gian biểu cho riêng mình, cho bản thân cá nhân, ngoài cái việc là thực hiện theo nhà trường. Vậy theo chị thì gia đình và nhà trường thì cần có cái định hướng như thế nào để xây dựng cho các bạn học sinh cái tính tự lập và tính sáng tạo của các bạn học sinh ạ? Đối với những bạn học sinh hay là những đứa trẻ mà đang quen trong cái cuộc sống được bao bọc thì theo tôi, bản thân tôi thì việc thay đổi đầu tiên không phải là từ đứa trẻ mà từ chính những người xung quanh, ví dụ như đặc biệt là bố mẹ, từ thầy cô, vân vân. Thì bố mẹ hãy tin tưởng các con, thầy cô hãy tin tưởng các con để các con có cơ hội được thể hiện. Sau đó thì từ cái lòng tin của chúng ta sẽ có những cái định hướng hướng dẫn dần dần từ những cái công việc nhỏ. Ví dụ như là mẹ tin rằng con sẽ nấu được bữa cơm ngày hôm nay cho mẹ, có thể là hôm nay không ngon nhưng ngày mai nó sẽ ngon. Thế thì dần dần con sẽ có cái hứng khởi để con có thể đi vào công việc, và hôm nay không tốt thì ngày mai con có thể phấn đấu tốt hơn. Thì tương tự như thế ở nhà trường cũng vậy. Ví dụ như hôm nay giao cho con một nhiệm vụ ở trong lớp, có thể là ở một chức cán sự lớp nhỏ nhỏ. Con còn đang rụt rè chưa dám nhận chức này, nhưng mà các cô vẫn tin tưởng, các cô giao và hướng dẫn đồng hành của các con. Thì sau dần khi mà các con nhận được những sự khích lệ và ghi nhận như thế thì các con cũng sẽ có thể là tốt hơn trong việc là cải thiện cái ý chí tự lập và quyết đoán của mình. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hải Yến đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.